Xin chào mọi người Ma Hoàng Trách Nhất Phạm tập 181 Loại thần tử như bọn họ vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện Hay à, các vị đại thần không khỏi lắc đầu trong lòng đều ai thắng lên tiếng Liếc bắt nhìn bọn họ Trách Phạm không khỏi cười lạnh trong lòng lên tiếng hừ nhẹ Hiện tại đầy triều văn võ đã biết thế lực của bọn họ Ngay sau không không dám có chỉ trích gì sau đó sẽ dần dần đánh mất niềm tin và quyền lực của hoàng đế, đây chính là một bước trọng yếu để tước đi hoàng quyền. Dương mắt đứt nhìn, bàn tử một chút, chấp phạm cái gật đầu để hắn tiếp tục. Bàn tử tự hồ có chút cho dự nhưng vẫn nghiến răng một cái, cao giọng mở miệng. Nói ra, lạc gia, trung quân thể quốc, thiên địa chứng giám, lần này lại xung phong đi đầu khu trừ man di, cần vương cứu giá, công tại xã tắc, lợi tại đời đầu. chấm đặc biệt phong lạc gia là thiên hạ đệ nhất thế gia, chấp trưởng các đại yếu chức trong thiên vũ huấn luyện binh mã đều phối vật tư một tay tiếp nhận hộ giá hộ quốc cùng trẫm đồng trị thiên hạ chỗ đến như trẫm thành lâm nói xong những lời này bàn tử giống như dùng hết khí lực toàn thân trào nháy mắt ngồi phật ở trên lâm ủy thở hồng hộc trên mặt đều là vẻ bất lực thế nhưng đám triều thần trên sẵn đường dĩ nhiên đã sôi trào các loại đại quyền như binh tướng cùng phân phối vật liệu thiên vũ toàn bộ giao cho lạc gia cái thiên vũ này còn là của họ vũ văn nữa sao nhất là sau cùng hoàng đế còn nói là cùng trẫm đồng trị thiên hạ trời ạ à, cái này cùng đem giang sơn phân cho người khác một nửa có gì khác biệt đâu chứ lạc gia coi như có thiên đại công lao cũng không thể cho hắn quyền thế cùng đái ngộ cùng cấp với đế vương đây có thật là tôi chui đầu rò rọ có một ít quần thần trước cục cũng không nhịn được nữa tân hoàng đế đến từ cùng là vì sao thế đến tổ tông giang sơn để muốn bán đi còn những người nguồn gốc còn phải biết đồ của mình phải chính mình nắm mới tốt ta à? nào có đạo lý đưa hết cho người ta như thế chứ kết quả là rất nhiều quan thần đều đã khom người hạ bái chuẩn bị khuyên can thế nhưng đúng vào lúc này gia cát Trường phong lại cười lạnh khoan thai lên tiếng làm quan chi đạo trọng yếu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện đơn kim bệ hạ so với các ngươi tinh khôn hơn rất nhiều chớ có không biết tự lượng sức mình xen vào việc của người khác trong lòng bất giác trôi lên chúng triều thành nhìn gia cát trường phong thật sâu mới bỗng dưng nhớ tới gia cát trường phong đang ngốc tại thừa tướng chi vị thật tốt làm sao lại bỗng nhiên chạy đến bên trong lạc gia chứ lại nhìn về phía bộ dáng bất lực của hoàng đế bây giờ mọi người bất giác lại nhìn lẫn nhau trầm ngâm nửa ngày quay trở về hay gia sở sợ tình có kỳ quặc tất là yêu việc này vẫn là không nên quản nhiều chỉ là kể từ đó lạc gia tại toàn bộ thiên vũ là nhất gia độc đại sau này thay đổi triều đại cũng chỉ là chuyện sớm muộn Bất quá, chuyện này cùng quần thần bọn họ cũng không có quan hệ gì. Liền người nhà họ Vũ Văn để không để ý, bọn họ còn quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Kết quả là vẻ mặt mọi người càng ngày càng lặng yên, suy đoán trong lòng cũng càng ngày càng ít. Giá các Đường Phong thấy thế thì đắc ý nhìn các phàm, cứ như vậy, triều thần càng tuyệt vọng với hoàng đế, liền càng xa lánh. Sau này vị hoàng đế này rất khó lại giới trò. Hai lần quật đầu, Trác Phạm lần nữa nhìn về phía bàn tử, hét lớn, nếu không có việc gì nữa, chúng ta cả lui trước. Nói xong, anh liền dẫn người đi ra ngoài. Chỉ là lần này lại không có một người nào đi ra quát lớn trắc phạm vô lễ bởi vì bọn họ đã nhìn thấu vị hoàng đế này không thể trêu vào trắc phạm tâm cũng dần dần chết lặng chờ một chút thế mà đúng vào lúc này hai mắt bàn tử lại đến lên, lé lên tinh quang đột nhiên mở miệng để tiếng nói hai vị huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp hôm nay còn xin dừng bước chúng ta gặp nhau thật tốt một phen mới được lông mày bất chắc nhớ một cái Trác Phạm quay đầu nhìn về phía bàn tử, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Tên mập này muốn làm cái gì chứ? Trong hậu hoa viên hoàn thành, trên đường lớn bị rừng cây rậm rạp hai bên che lấp, bàn tử vứt bỏ tùy tùng, chỉ lưu lại Ngọc Tiêu kiếm thành Phương Thu Bạch một người đi theo, cùng tráp Phạm sóng vai đi trên con đường vắng vẻ này chậm rãi mà đi. Bàn tử bất giác nhìn tráp Phạm một chút, thở sâu, cảm khái rất nhiều. Huynh đệ nhớ lại năm đó khi chúng ta tại Phong Long Thành kết nghĩa, ta là hoàng tử, ngươi là một giới gia nô của một gia tộc sắp bị dịch. Nhưng giờ khắc này, trẫm là nhất quốc chi quân. Ngươi cũng sẽ trở thành chủ nhân thực sự của thiên vũ, không thể không cảm thán thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Có lời, mau nói, có rắm, mau thả đi. Các phàm không chút lưu tình, đánh gãy bàn tử không ốm mà rên, làm cho bàn tử nhất thời trì trệ, xấu hổ vạn phần. Bất giác khó khăn, hai tiếng, bàn tử trầm ngâm một trận, tiếp tục nói. Ta nói là hôm nay ngươi có thể một thân một mình bồi trẫm dạo bước nơi này trong hoàn thành bên người không luôn là một tên hộ vệ tự như giữa hai người huynh đệ chúng ta vẫn giống như thường ngày tín nhiệm có thừa nào dám ta chỉ là không tin thú hạ của ngươi còn có người nào có thể áp chế được ta ngươi cho ta là cái lão già yếu đuối của gia cát trồng phong sao mỗi ngày phải có âm dương gì lão tùy thân mới cảm thấy cảm giác an toàn sao lông mày bất giác nhớ một cái tráp phàm xì cười ra tiếng Sát mặt bàn tử cứng đờ nhất thời bị nghẹn đến nó không ra lời Sát mặt cố phương thu bạch ở một bên cũng hơi phím hồng nhưng không được ho khan vài tiếng trác Phạm nói câu này tuy không phải có lòng nhưng mỗi một câu đều đâm vào trái tim hắn xác thật cũng là như thế lấy thực lực của trác Phạm trước mắt coi như hộ long thành vệ phương thu bạch hắn xuất thủ ám toán để không nhất định đánh thắng được anh thì càng đừng nói là người khác trong hoàn thành phần tự tin này của hắn thật đúng là rất có lực lượng bàn tử cũng lắc đầu cười khổ ai thắng lên tiếng Hôn đệ ta biết ngươi văn võ song toàn thiên hạ vô địch nhưng ngươi cũng không cần mỗi một câu đều sặc ta một tiếng trẫm vô địch cùng ngươi nói dông dài tình nghĩa trước kia một tốt thật tốt một phen rút ngắn quan hệ một chút bây giờ lại bị giam ba câu của ngươi làm cho không khí hoàn toàn không còn mất sạch cả hứng ừ. rút ngắn tình nghĩa sao vô sự hiếm ân cần phi gian tức dạo khinh thường biểu môi trác phạm, vung tay lên nói thẳng Nói đi, đến cuối cùng có chuyện gì tìm ta, thống khoái, nói một chút đi. Cùng phương thứ bạch liếc nhìn nhau, một đôi mắt to như đậu xanh của bàn tử. Xoay vòng vòng, sắp cùng lấy dũng khí chất vấn. Trác Phạm, hiện tại không có người ngoài, chúng ta nói trắng ra, lời thề lúc trước khi hai chúng ta kết nghĩa có còn tính hay không? Tính, đương nhiên là tính. Trác Phạm ta nói chuyện, đã lúc nào thất tín qua chưa? Trác Phạm hơi ngửa đầu, hùng hồ nói. Bàn tử khẽ gật đầu, trong mắt lấy lên một đạo tinh quang. Người nói tính, liền tốt, nếu lời thề giữa chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn là huynh đệ. Thế nhưng, ngươi cũng không thể khi dễ huynh đệ của ngươi như vậy chứ. Trẫm hiện tại tốt xấu cũng là nhất quốc chi quân, ngươi đem quyền lực trong tay của ta toàn bộ cướp đi là mấy cái ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không coi ta là hoàng đế, muốn ta từ bỏ cả uy nghiêm của hoàng đế hay sao? Tốt xấu gì, ngươi cũng nên lưu lại cho ta một chút quyền lực có thể dùng được chứ. Một cái hoàng đế khôi lỗi muốn nhiều quyền thế như vậy làm cái gì? Lông mày bất giác nhíu một cái, Trác Phạm đã mặt lên tiếng trước khi lão tử nhà ngươi chết đi không phải đã cảnh cáo ngươi sao ngoan ngoãn là một cái khôi lỗi hoàng đế là tốt đừng nghĩ đến vượt biên cái này đối với ngươi không có một chút chỗ nào tốt coi chừng quỷ nhà diệt tộc đó giống như bây giờ thì tốt biết bao nhiêu hưởng thụ đái ngộ của hoàng đế không cần làm việc hoàng đế phải làm cả ngày ở trong hoàng thành sống an nhàn sung sướng thật tốt dưỡng đóng mở dưỡng đóng mở mà ngươi làm sao cũng không giảm được quá thật cũng là thời gian thành tiên ngươi còn có gì mà không thỏa mãn chứ Trác Phạm vỗ vỗ cái bụng mỡ của bàn tử kết ô ô, suy cười ra tiếng. Thế nhưng, nghe được lời này, sắc mặt bàn tử trong những mắt lạnh xuống, tức giận nói. Trẫm thân là đế vương, cũng là có lý tưởng, có khát vọng, không muốn trở nên tầm thường. Mà năm đó lợi thề của chúng ta, trẫm không phạm ngươi, ngươi liền không phụ ta. Làm sao? Hiện tại liền muốn nghĩ, muốn hủy nhà ta, diệt tộc ta rồi sao? Bàn tử, lời này ngươi nói, cũng từng nói à. Ánh mắt kỹ lại một cái, sắc mặt Trác Phạm cũng trở nên bất thiện. Nếu như ta muốn diệt hết vũ văn gia tộc các ngươi thì đã sớm đồng thủ sẽ không lưu lại ngươi ta sợ dĩ làm như vậy một là không muốn đem thiên hạ đại loạn ảnh hưởng kế hoạch của mình thứ hai ta còn nhớ đến lời thề của chúng ta người không đi quá giới ta cũng sẽ không đi quá giới đây là chuẩn tắc làm người của ta nhưng bây giờ ngươi muốn quyền thế như vậy tốt ta có thể cho ngươi nói cho ngươi toàn bộ cũng không đáng kể chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả của chuyện này hậu quả lông mày bất chấp nhíu lại một cái bàn tự thấy trắc phàm nói vô cùng nghiêm túc trong lòng không khỏi lo sợ phương Tô bạch suy nghĩ một chút đột nhiên nói hộ quốc tam tông sao không sai chính là hộ quốc tam tông bình tĩnh gật đầu trác phàm lại đùng nói thật ra chuyện tiên hoàng bố trí kia có thể nói là bất lên hiểm họa lớn nhất trên thiên hạ động tới lợi ích của Hồ quốc tam tông nếu kế hoạch này tiến hành thuận lợi tự nhiên có thể giấu giếm có thể đem quyền thế thiên vũ thu hồi cũng sẽ không để tam tông hoài nghi đến trên người mình đáng tiếc hành thất bại cái này khiến tam tông triệt để mất đi tín nhiệm đối với vũ văn gia các cươi nóng lòng tìm kiếm người phát ngôn mới tại thiên vũ mà cho đến trước mắt bàn về thanh thế luật uy vọng cũng như chỉ có lạc gia chúng ta là thích hợp nhất cho nên chúng ta đường hoàng nắm giữ quyền sở hữu cùng lợi ích nơi này bất quá người phải suy nghĩ một chút coi như lạc gia chúng ta không nhận chức vị hoàng đế ẩn danh này tam tông nhất định cũng sẽ bồi dưỡng lên một gia tộc khác người cuối cùng vẫn là khôi lỗi lật không được người vấn đề chỉ là người muốn làm thú hạ của chúng ta hay là làm thú hạ dưới trướng bọn họ. Nói ra đây, Trác Phạm không khỏi cười khẽ một tiếng. Tất cả mọi người là lão bằng hữu, người cùng lạc gia chúng ta quen biết cũng tương đối. Sương Nhi, đại tiểu thư nhà ta cùng Vĩnh Ninh công chúa là là bạn tốt. Để lúc đó, nếu người có phiền thoái gì, chúng ta có thể giúp một tay, tận lực giúp đỡ. Có thể dàn xếp sẽ tận lực dàn xếp. Nếu lại tới một gia tộc mới, đứng trên đầu ngươi mà nói, ngươi cảm thấy tình cảm của ngươi so với hiện tại sẽ như thế nào? thân thể không chịu được mà run run vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt đéo ú của bàn tử càng sâu trầm ngâm rất lâu mới bắt dĩ than thầm vốn dĩ hắn cho rằng đối thủ của hắn là lạc gia chỉ cần đoạt lại quyền lực từ trong tay lạc gia hắn sẽ là hoàng đế chân chính của thiên vũ trước sau như một nhưng không bị tới thứ mà hắn chính thức phải đối mặt là hộ quốc tam tông trăm ngàn năm qua vẫn một mực trốn ở hậu trường khống chế tất cả người ta đây bàn tử cảm thấy tâm mình triểu nặng chờ cảm thấy xoay người vô vọng. Hay sớm biết như thế, lúc trước Phụ Hoàng định dùng Minh Châu mật lệnh thì tốt rồi. Minh Châu mật lệnh sao? Lông mày bất chắc dứng lên một cái, trác phàm một vẻ mặt hiếu kỳ. Vũ văn gia tộc, thật sự có Minh Châu mật lệnh sao? Ta vẫn cho là hoàng đế vì đã loạn đại cục mà nói bừa ra. Bất chắc cười khổ, gật gật đầu, bàn tử thở dài lên tiếng. Vũ văn gia tộc chúng ta đã suy bại tới đồng nỗi này, bí mật về Minh Châu mật lệnh cũng không cần bảo lưu thực ra, Minh Châu mật lệnh chính là bất truyền chi bí trước khi hoàng đế hiện tại chết, truyền cho hoàng đế đời tiếp theo. Chỉ có hoàng đế có thể biết được, cũng không phải là mật lệnh gì, mà chính là hành vi chuẩn tắc khi xưng đế, du long khí châu. Ừ? Cái kia là ý gì chứ? Mi mắt bắt giác, nhảy một cái, tráp phạm, mở miệng hỏi. Khi một hơi thật sâu, lại phun ra, trong đôi mắt bàn tử chớp độc ánh sáng thâm thúy. Đây là thứ ta tìm được trong mật đạo phụ hoàng chuẩn bị, để cho ta thoát đi. Du long khí châu ý là ném minh châu ra ngoài trêu đùa quận long nói cách khác một ngàn năm qua vũ văn gia hoàng đế chúng ta chỉ làm một việc chính là không ngừng châm ngòi các đại thế gia chinh chiến suy yếu thực lực bọn họ có điều kiện liền phải làm không có điều kiện thì phải chế tạo điều kiện để làm ngàn năm trước bảy nhà tranh phong là như vậy ba trăm năm trước cổ tâm thông đại náo thiên vũ cũng là như thế bao gồm cả lần này đem đặt gia đẩy ra kích động các đại thế lực tranh phong cũng giống vậy tóm lại hoàng đế muốn ngồi vững vàng phía dưới liền phải đánh đến rôm rã nếu các thế lực không đánh đợi khi bọn họ liên hợp lại ngay vàng của hoàng đế kia cũng liền bất ổn nói có lý các phạm khẽ gật đầu rất tán thành vốn là đế vương chi đạo ngay tại quản thúc phía dưới không có cửu oán làm sao thể quản thúc vậy như thế chuyện tổ tiên ba nhà tại phong đông thành cũng là pin ra sao trầm đã lắc đầu bàn tử thánh nhìn nói cũng không phải ta không phải đã nói à không có điều kiện thì phải chế tạo điều kiện nếu muốn để tất cả thế lực tin tưởng không nghi ngờ tất cả mọi thứ đều phải là thật cho dù làm như thế nào cũng sẽ không tra ra được là giả chỉ bất quá đây là kiếp nổ hoàng đế thiên vũ bố trí xuống từ ngàn năm trước mỗi một đời hoàng đế nếu như không thể thu về quyền lực sứ mệnh vào trong tay mình vậy cũng cần bố trí xuống sắp lược để hậu nhân có cơ hội áp dụng cho nên chuyện ba nhà phong long thành thật sự là công thần thiên vũ hay gia à, tính kế để tính kế đến ngàn năm sau các ngươi một nhà thật đúng là trời sinh làm hoàng đế toàn gia phúc hắc nam đời đời con cháu cũng quỷ giả như vậy nhìn bà tử thật sâu trác phàm một với mặt cảm thán lên tiếng bà tử cũng bật bật cười gật đầu khoái miệng lại kéo ra đường cong đắng chát thân là đế vương vốn là người cô đơn tất cả mọi người đều địch dân của hắn nếu là hạng người trung hậu lương thiện sớm đã bị chơi chết bất quá dù vậy gia tộc bọn ta vẫn bại trong tay ngươi dù lòng hí châu lần này cuối cùng là đùa với lửa gặp phải một đầu trùng thiên ma long mạnh không tưởng nổi đem tất cả chúng ta cắn chết bàn tử quay đầu nhìn về phía trác phàm trác phàm cũng chăm chú nhìn hắn tiếp đó hai người cùng nhau cười to thật lâu sau bàn tử mới mở miệng yếu ớt nói huynh đệ có thể hay không giúp ta một chuyện chuyện gì đề thân khóe miệng nổi lên đường cong ấm áp bàn tử khoan thai lên tiếng Ngươi cũng biết chấp nhất của ta đối với tiểu quỷ trước kia ta đã thề nếu có ngày leo lên được hoàng vị vô lệnh trắng trợn cướp đoạt cũng phải khiến nàng làm hoàng hậu của ta. Hiện tại gia đạo xa sút đoán chừng tiền năng các người ta đều chứa mắt vũ văn gia tộc chúng ta, cho nên ta muốn người ra mặt giúp vấn đề làm chủ chuyện này. Ha. Bất giác trì trệ, Trác Phạm trầm ngâm một chút khẽ gật đầu. Cái này dễ nói, ta có thể nói cho lòng các chủ, bất quá người ta không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi đừng tưởng rằng dùng tên của ta, ngươi liền có thể mạng cưới. Ha, Đường đường là cao đại quản gia, tầm cờ khó lường, thể nhân khó thể ước đoán. Ta làm sao thể sử dụng được ngươi chứ? Bất giác khẽ cười một tiếng, bàn tử thẳng nhiên nói. Yên tâm đi, ta không muốn mượn tên ngươi, chỉ là để ngươi giúp ta chuyển lời. Trước đây không lâu, Hoàng đế khuyển Nhung truyền thư muốn chuộc Thác Bạc Thiết Sơn bọn họ. Cũng nguyện cắt nhường ngàn dặm đất đai giàu có nhất của khuyển Nhung cho chúng ta. Mà đất này chỉ có dùng ta ấn giám mới có thể tiếp nhận. Nếu ngươi muốn đoạt, coi như giết ta, ta không giao ấn giám cũng vô dụng. Hiện tại, Ta Nguyễn lý đem mảnh đất này tặng cho tiền Long Cát để bọn họ kinh doanh. Có lẽ Long Cát chủ sẽ hết sức vui vẻ tiếp nhận ta đề thân. Bất quá, bọn họ nhân thủ không đủ, khổ đất này lại tiếp giáp với biên cảnh. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên muốn hướng người xin giúp đỡ. Trên tay người có đại quân độc cô, có thể thừa dịp này đem tiền Long Cát triệt để hấp thu, hoàn thành diễn biến hòa bình như thế. Chúng ta đều đạt được lợi ích, không phải tất cả, cả đều vui vẻ sao? lúc nhìn bàn tử một cái thật sâu, Trác Phạm khẽ gật đầu, khen ngợi ý kiến hay. Thật ra tâm trí của người không hề thấp hơn phụ hoàng của ngươi. Nói thật ra, trước kia có từng nghĩ tới ra tay với ta hay không? Không có. Bàn Tử đã lời rất thẳng thắn. Trác Phạm nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, thấy hắn không giống nói láo, liền gật gật đầu. Được, ta nhất định sẽ thúc đẩy việc này. Chỉ là người có cái thẻ đánh bạc này hoàn toàn có thể cùng ta yêu cầu điều kiện càng cao hơn. Việc nhỏ như đề thân này có phải là có chút thiệt thòi cho ngươi hay không? có lẽ đối với người là chuyện nhỏ nhưng với ta nói tới chính là chuyện rất lớn bất giác mỉm cười một tiếng bàn tử thở dài ta tính toán thấy rõ giang sơn của ta xem như đã xong cho nên ta không thể lại mất đi ái tình thậm chí không muốn giang sơn cũng muốn mỹ nhân làm bạn lông mày khẽ run trác phạm nhìn bàn tử trong mắt hiện lên hồ nghi nhưng trong lòng lại có chút hứa tín bất quá anh vẫn thật sự khó mà tin được một người, người có lòng dạ tâm cơ sâu như vậy lại rơi vào vòng xoáy tình cảm không thể tự kiềm chế. Tốt, ta hiện tại phải cáo từ. Tùy ôn quyền trách phạm lúc này rời khỏi, đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng, đang dần dần rời bước đi kia. Tình quang lấy lên trong mắt bàn tử, thở dài lên tiếng. Hay huynh đệ, trẫm không phải là không nghĩ tới ra tay với người, mà là không dám mà. Nói xong, liền vừa nhìn về phía phương thu bạch ở một bên, đã mặc lên tiếng. Thời khắc khác, vũ văn gia tộc ta đoán chừng phải ẩn nấp một đoạn thời gian. Trẫm không muốn đảm nhiệm chuyện gì, đi thôi, điểm nhân tố không ổn định sau cùng này chấm phải từ tay cắt đi minh bạch trong miệng hắn là chuyện gì phương thu bạch khẽ gật đầu chăm chú đi theo sau lưng hắn hai người cùng một chỗ đi về một nơi xa xôi hẻo lánh phía tây nam hoàng thành chỗ đó là thiên lao nơi hoàng thất giam giữ trọng hình tử tù tra phạm chờ chút khi đang muốn đi ra hoàng thành một tiếng quát nhẹ mềm mại đột nhiên từ sau lưng phát ra tra phạm bất giác trì trệ bước chân chậm rãi xoay người liền thấy vĩnh ninh công chúa đang vội vàng chạy về phía anh bên cạnh còn có Vân xương làm bạn Lúc mày hơi nhíu lại trác phạm đã mày lên tiếng công chúa chuyện gì thế trác phạm đầu tiên ta muốn cảm tạ ngươi ngăn cản đội quân quỷ nhung tàn phá bừa bãi thiên vũ cứu vãn quỷ nhung bắt tính giảm bớt tội nghiệp của phụ hoàng công chúa đi đến trước mặt trác phạm nhìn anh thật sâu nhưng rất nhanh liền không người cúi đầu chân thành nói trác phạm bất giác sững sờ Xì cười đã tiếng công chúa người không có ngốc đấy chứ cũng là bởi cũng là bởi vì ta phá hư kế hoạch của phụ hoàng ngươi thời gian sau này của vụ văn gia tộc ngươi hẳn là sẽ không tốt ngươi còn cảm ơn ta sao đương nhiên muốn ta biết phụ hoàng hắn làm điều ngăn ngược làm ra chuyện thiên nhân công phẫn bây giờ nhận ác báo cũng là chuyện đương nhiên ta sẽ không hận bất luận kẻ nào người đương nhiên cũng thể không thể hận bất luận kẻ nào lấy cái thân thể mảnh mai của ngươi cũng hận không nổi đúng không sẽ chỉ làm chính mình trắng trắng hờn dỗi thôi ha công chúa còn chưa dứt lời Trác Phạm đã miên mai cười ra tiếng. Bất quá, phụ hoàng người có thể bố trí xuống đại cục kinh thiên như thế, thì Trác Phạm ta vẫn là cảm giác sâu sắc bội phục. Chỉ bất quá thời vận của hắn không đủ gặp phải ta liên thủ cùng Sương Nhi, nếu không hắn có lẽ đã thành công. Nghe được lời này, công chúa cười nhạt một tiếng, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là đau thương thở dài lên tiếng. Hai gia à, nếu phụ hoàng thành công thành tựu chỉ là có hoàng thất ta một mặt đồ thánh lại là thiên hạ bách tính vẫn là như vậy ta tình nguyện để kế hoạch phụ hoàng thất bại, bớt tạo tội nghiệp. Cười khổ lắc đầu, Vân Linh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phạm, trong mắt đá tràn đầy vẻ cầu xin. Trác Phạm, ta có một chuyện muốn xin ngươi giúp bọn ta một tay, không biết có thể hay không? Chuyện gì chứ? Liếc nhìn Vân Sương ở một bên một chút, chỉ thấy trong mắt nàng cũng tản ra ánh sáng hy vọng. Trác Phạm lại nhìn về phía công chúa, đà mặt lên tiếng. Trầm ngâm một trận, công chúa sâu xa nói: Tuy đại ca hắn phạm phái giặc đại tội giết cha giết quân, thiên địa không dung nhưng dù sao hắn cũng là đại ca của ta ta muốn gặp hắn một lần là không biết hắn đang bị giam ở nơi nào tam ca cũng không nói cho ta biết cho nên ta chỉ có thể cầu xin người dẫn ta đi gặp hắn thái tử giết cha giết quân chính là scandal của hoàng gia lúc bàn tử lên ngôi liền đối với bên ngoài tuyên bố thái tử cùng tiên hoàng đồng thời chết tại trong tay người khuyến dung dùng cái này để che giấu với các người nói bàn tử sẽ xử trí thái tử như thế nào hoặc là cầm tù trung thân hoặc làm trực tiếp xử tử các phạm lạnh lùng nhìn công chúa thả nhiên nói nếu là vế sau hắn hiện tại đã chết không có khả năng trái tìm được hắn thân thể nhìn không được run run trong lòng công chúa một mảnh bối rối vân sương thấy thế thì không khỏi chu chu mỏ có chút oán hận lướt nhìn các phạm về hắn hiện tại đến tột cùng là chết hay là bị cầm tù ta làm sao biết chuyện nhà bọn họ là bàn tử đi làm a à? bớt nói xạo đi lệ lão bọn họ để đó cho ta biết ngươi vừa vào hoàn thành lên lên tất cả thám tử bố trí ở các ngõ ngách giám sát tất nhất cử nhất động của tân hoàng đế hắn làm chuyện gì người khỏi có thể không biết sao vân sương hơi ngửa đầu lúc này đã vật trần tâm tư của trác phạm không muốn xem vào việc người khác mà công chúa nghe được ánh mắt liền sáng bừng lên trong vẻ mặt khát vọng nhìn về phía trác phạm tựa như con mèo nhỏ tìm được chiếc thức ăn trên đường cái vậy hay da cái lệ lão này miệng lúc nào cũng to như thế trong lòng thầm than trác phạm một trận bất lực đành phải thừa nhận không sai ta biết thái tử bị giam giữ ở đâu ngay tại trong thiên lang hoàn thành còn chưa chết đâu cái kia ngươi có thể mang chúng ta đi gặp đại ca hay không công chúa vui vẻ vội vàng tiếp tục cầu xin trầm đã lắc đầu Trác phạm cự tuyệt ta cùng bàn tử dù sao cũng là huynh đệ chỉ cần hắn không vượt biên chuyện của hắn cũng không muốn hỏi nhiều Vẫn ninh nghe thế hai con người trong nháy mắt ám đạo xuống vân sương thấy thế thì trong lòng một trận không nành lòng một vẻ mặt tức giận nhìn về phía trác phạm ngươi chừng nào thì trọng tình trọng nghĩa như thế chứ Ừ, bất quá, đây là mượn cớ mà thôi. Người không giúp thì thôi. Bây giờ chúng ta liền mạnh mẽ xông tới thiên lao. Liền nói là ý của ngươi. Xem những hộ về kia, ai dám ngăn cản chúng ta. Chờ một chút. Hét lớn một tiếng, trác phàm liếc nhìn văn sư thật sâu. Lại bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài. Được rồi, ta mang các ngươi đi. Bất quá chuyện này không được truyền đi. Ta còn muốn bí mật giám sát tên mập mạc kia một khoảng thời gian. Đồng thái của hắn gần đây rất quan trọng. Quan hệ đến việc ngày sau, hắn nghe lời cỡ nào. Lâu mày bất chắc những lên, hai nữ nhân liếc nhìn nhau đều gật gật đầu nhìn về phía trác Phạm, cười khẽ một tiếng không khoảng cách nào khác trác Phạm lắc đầu thở dài sau đó duỗi ra hai tay nắm eo hai nữ hai nữ nhân vầng sáng màu vàng ống rẽ lên trong lòng tử phải hét lớn đi a à! sau một tiếng kinh hô gò má hai nữ đồng thời ẩn đỏ tiếp đó liền bá một tiếng biến mất không còn gì nữa đợi lúc xuất hiện lần nữa đã đi vào một trong một thông đạo mờ nhạt tối tăm mà thâm thúy đem hai nữ nhân chậm rãi để xuống Trác Phạm nhìn về phía trước chỉ chỉ cánh cửa phòng thứ ba bên tay trái nói ra chỗ đó hẳn là nơi giam giữ thái tử công chúa khẽ gật đầu nhưng đầu lại một bậc cuối thấp nét đỏ ửng trên mặt vẫn không giảm chút nào vân xương cũng đồng dạng ửng đỏ như thế ríu rít không nói hai người gắt nàng đều là hoàng hoa đại cô nương dưới tình huống không có chút nào chuẩn bị lại bị Trác phàm ôm chặt vòng eo hung áp ôm chặt nhất thời liền xấu hổ cúi thấp đầu bất quá Trác Phạm lại không biết nội tình bên trong, vẻ mặt kỳ quái nhìn lấy hai nữ nhân, trong đầu đầy mơ hồ. Hai nha đầu này đến tột cùng là làm sao chứ? Vừa mới nãy còn ồn ào nhốn nháo muốn tới là các nàng, hiện tại đã đi vào phòng giam thái tử, các nàng lại một mực bất động, thật sự không biết đang làm cái trò quỷ gì. Hoàng thượng giá lâm. Đột nhiên, một giọng nói bén nhọn vang vọng trong phòng giam tối tăm, hai nữ nhân bất chắc kinh hãi, vội vã nhìn về phía Trác Phạm. Vẫn nên càng là đè thấp tiếng nói, khàn khàn nói ra. Trác Phạm, chúng ta đi bao. Nam ca muốn tới trầm ngâm một trận trác Phạm lại chậm rác bắt đầu trong mắt lấy lên một đạo tinh quang đạm mạc lên tiếng không địa lao này rất bí ẩn có thể dò ra chân ý người khác ta cũng muốn nhìn xem bàn tử ở chỗ này thổ lộ tiếng lòng đến vật cùng có giống như lúc trước hay không hai người các ngươi trở lên kiếm cứ yên tĩnh đứng ở chỗ này là được một lần nữa nhìn về phía hai nữ nhân trác Phạm dặn dò tiếp đó một vầng sáng màu vàng ống lấp lóe trong đồng tử phải không minh thành đồng tầng thứ ba uyển không ừ. một tiếng không gian ba động phát ra không gian tại vị trí ba người trắc phạm nhất thời vặn vẹo sau đó thân ảnh ba người liền chậm rãi biến mất trong vùng không gian kia đây chính là một mảnh huyền ảnh không gian trắc phạm chế tạo ra để đem thân hình ba người ẩn vào đến lúc này hồ lâm thành vệ phương tu bạch đi cùng bàn tử chậm chậm đi tới nơi này Rắc. một tiếng vang nhỏ cửa phòng giam bị mở ra bàn tử cùng phương tu bạch chậm chậm đi vào bên trong mà trên cọc gỗ hình chữ thập ở đối diện lại đang trói một bóng người quen thuộc chính là thái tử không thể nghi ngờ bất quá giờ khắc này tu vi của hắn đã bị phong bế toàn thân cao thấp da tróc thịt bong rất rõ ràng là để bị còng đánh đại vẫn ninh kích động vừa muốn thốt ra đã bị tác phạm quyết định thật nhanh dùng một tay bịt lại khiến cho nàng không thể phát ra một chút tiếng vang hai mắt chỉ có thể rưng rưng đong đầy nước mắt khóe miệng sẽ có một đường cong tà dị bàn tử nhàn nhã đi đến trước người thái tử sau khi lên tiếng đại ca gần đây tiểu đệ bận chuyện một mực lo địa chuyện mai táng phụ hoàng cùng đăng cơ của tiểu đệ ngược lại là không có thời gian đến thăm người người sẽ không vỡ trách tiểu đệ chứ chậm rãi mở mắt ra sắc mặt thái tử trắng xám suy yếu đánh giá bộ long bào mới tin đang phát ánh vàng rực rỡ đến chướng mắt trên thân bàn tử lại khinh thường cười lạnh thành tiếng <laughs> tên đầu heo mập nhà ngươi thật sự là xuyên qua long bào cũng không giống hoàng đế không nghĩ tới sau cùng bản điệp lại bại trong tay ngươi ngươi ẩn giấu quả thực là đầy đủ sâu đó ha <laughs> không có cách nào đại trí giả giả ngu giấu xảo tài kém cỏi nếu như tiểu đệ không chịu nhục lá mặt lá trái mà nói đại ca nhất định sẽ tận hết sức lực trừ rơi trẫm đó hơi hơi dương dương đầu bàn tử lộ ra biểu lộ người thắng lợi người tràn đầy kiệt ngạo thái tử thấy thế trong lòng họ đứng nhín rằng tất cả mọi thứ vốn nên đều là của hắn mới đúng bò ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau bản điện trong trận chiến tranh giành hoàng vị này thực sự là đã thua nhắm mắt lại thái tử bất giác ai thắng lên tiếng nhưng rất nhanh hắn liền vừa lớn tiếng cười nhạo vừa nói có điều chim sẻ núp đằng sau thợ xanh lại đuổi theo lã tam ngôi vị hoàng đế này của ngươi bất quá chỉ là một khôi lỗi mà thôi ngươi ngồi thật sự thoải mái hay không nói cho cùng người chiến thắng sau cùng không phải là trác phàm kia hay sao <laughs> tiếng cười nhạo chó tay vang vọng trong tay bàn tử nghe được âm thanh phiền chán như vậy nhưng mà tử lại không giận chút nào chỉ khoan thai lên tiếng nói không sai hắn là người thắng lợi sau cùng mà điểm này ta đã sớm biết cho nên cho dù là khi hắn gặp nạn dưới tay phụ hoàng bị khắp nơi công kích ta cũng không bỏ đá xuống giếng đối địch với hắn chỉ vì ta sớm đã minh bạch hắn có cơ hội để lệch bàn rất lớn phù hoàng chứ hắn có thể thắng nếu đó người cứ như vậy mà nhìn rõ được hắn sao cánh ngộ hắn lúc trước là bị tứ phương thả phạt cho dù là những minh hữu của hắn như hoa vũ lâu tiền nong cát để có chút xa lánh dù sau khi đó địch nhân của hắn, thế nhưng là phụ hoàng còn toàn bộ đế quốc. Nếu không phải, về sau những gia tộc này đều bị đế vô môn tiêu dịch, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng gia nhập vào lập gia. Ngươi làm sao có thể chắc chắn hắn sẽ là người cười đến cuối cùng chứ? Lông mày bất chắc những là một cái thái tự nghi hoặc. Ngươi đừng nói là đây là ngươi nhìn xa hiểu rộng đó. mỉm cười lắc lắc đầu, mà tự không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, chỉ quan thai lên tiếng nói. Địa lòng kết thúc thiên hạ cưng, thiên long dẹp yên thế gian khó, thiên địa song long hợp nhất chỗ, Giang Hà Hồ Hải Trác xuân Vương. Cái lời này là lời bình mà Đại Tế Ti Vân Huỳnh Cơ cho ra lệnh bắt gia trên minh năm đó. Khi Trác Phạm nút Hoàng Vũ Thanh Thiên, thế nội địa mặt long hồn, trời xuất hiện dị tượng, ý rằng từ đó về sau Trác Phạm sẽ đo loạn thiên vũ, khiến toàn bộ thiên hạ sụp đổ. Các đại thế lực tranh nhau tự đấu cũng chính là vì câu này Phù Hoàng mới cảm giác thời cơ đã tới, càng thấy yên lòng tiến hành đại kế thu về hoàng quyền. Trào mắt hơi hơi run run, thái tử không khỏi thở dài lên tiếng thế nhưng bàn tưởng nghe xong lại khinh thường cười cười lắc đầu sai đều sai rồi lời bình này của đại tế ti căn bản không phải là hiểu ngầm mà chính là đố chữ có lẽ ba câu trước phù hoàng đã lý đúng ý nhưng một câu cuối cùng cũng là câu mấu chốt nhất hắn lại là hoàn toàn hiểu sai giang hà hồ hải các sơn vương căn bản không phải là thiên vũ sụp đổ người suy nghĩ một chút đi giang hà hồ hải là cái gì tất cả đều là nước nước thêm cát lại là cái gì cái kia rõ ràng là chữ lạc trong đặc gia một câu cuối cùng này rõ ràng là có ý chỉ lạc gia xưng vương đây là thiên ý không thể làm trái à trong mắt nhìn không được co rút lại thái tử không khỏi giật nảy cả mình một trái tim cũng không nhìn được mà chìm xuống xem ra lạc gia quật khởi thay thế thay thế vũ văn gia tộc bọn họ thực sự là thiên mệnh sở quy à.